Vâng, như vậy là một tên trộm đang sờ vào trong ngăn kéo của một quán tạp hóa. Rồi, bòi ví rồi. Rồi, nhấc ra hàng sập tiền luôn. Ôi. Rồi, như vậy là cô chủ quán đã ra rồi. Chúng ta cùng xem. À, con bé là cô nghi ngờ rồi, cô nghi ngờ rồi đấy. Rồi rồi, bỏ tiền xem rồi. À đấy rồi rồi. Rồi rồi, giữ lại. Hai bà con hợp lực. Ơi, đây rồi, đây có người dân chạy ra rồi. À, rút chìa khóa xe rồi. Rồi cô hô hoán người ra đây rồi. Sau đó thì thanh niên trộm cắp này đã phải xin lỗi một cách rất là tha thiết, nhưng mà cô vẫn quyết định là không bỏ qua và gọi báo công an. Đấy, bằng nhang trộm cắp cho quen thân thì báo công an cho nó biết mùi, lên phường giải quyết nha. Các bạn chúng ta hãy đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.